Dạ vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi Giá Rẻ Em Mai. Video ngày hôm nay báo giá cho các bác 7 mã nồi từ mã N1 cho đến mã N7 các bác nhé. Và có rất nhiều thương hiệu Hitachi, Panasonic, Tiger, rồi Yoshi và cả Mitsubishi các bác nhé. Em sẽ lên đa dạng các cái thương hiệu để cho các bác có nhiều sự lựa chọn nha. Cảm ơn các bác đã đến với kênh YouTube Hàng Nhật Bãi Giá Rẻ Em Mai. Và các bác vào xem video thì ủng hộ em một đăng ký kênh, ủng hộ em một lượt like. Các bác có góp ý bình luận gì thì để lại ở dưới phần bình luận giúp em nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Em sẽ bắt đầu chia sẻ từ mã N1 nha. Chia sẻ cho các bác mã đầu tiên nha các bác nhé. Mã đầu tiên em ký hiệu là N1 ngày 30 tháng 7 ạ. N1 30 tháng 7 nha các bác nhé. Thương hiệu Tiger. Thương hiệu Tiger nha các bác nha. Thương hiệu Tiger, nồi này đời 2019 nha các bác nhé. Đời 2019 này, rất là đẹp này các bác ơi. Đấy, mẫu này đẹp xuất sắc nha. Nồi đời cao, đời 2019, thương hiệu Tiger. Lòng phía trong rất là đẹp ạ. Lòng phía trong này các bác này. Lòng phía trong không có trầy xước nha các bác nha. Không có trầy xước đâu ạ. Đấy, em quay như thế này các bác nhìn rõ đúng không? Em lên cho các bác một cái mẫu nồi đầu tiên này, rất là đẹp, sáng và hàng VIP nha các bác nha. Hàng thương hiệu Tiger. Nồi còn có cái quai ở đây để các bác khi các bác lôi nâng cơm ra nó không bị nóng tay đấy các bác. Rất là tiện luôn nhá. Mẫu này mâm từ đẹp ạ. Mâm từ đẹp này các bác này. Mâm từ rất là đẹp nha các bác. Đấy, mẫu này xoang cao su này. Xoang cao su của mẫu này xanh đẹp nha các bác nha. Xanh đẹp ạ. Đây. Mẫu này bán cho các bác với giá là 2,3 triệu. Mẫu này là 2,3 triệu nha các bác nhé. Bác nào chốt thì cho em xin để lại số điện thoại cho em hoặc là gọi điện trực tiếp cho em số điện thoại 0327238868 nha. N1 ạ. N2 lên cho các bác mẫu Panasonic van dài này các bác này. Panasonic van dài N2 ngày 30 tháng 7 nhé. N2 ngày 30 tháng 7 Panasonic van dài. Đấy, mẫu này van dài thì sẽ nấu cơm ngon hơn van tròn nha các bác nha. Đấy, em quay như thế này các bác nhìn thành vách có rõ không? Em quay các bác nhìn thành vách có rõ không các bác? Em tạm dừng video nhé. Dạ vâng, em vừa có điện thoại và em quay lại với mã này nhé. N2 ngày 30 tháng 7 nha các bác nhé. N2 ngày 30 tháng 7 sẽ là dòng Panasonic van dài cho em ạ. Panasonic van dài này, lòng phía trong rất là đẹp nha các bác nha. Lòng phía trong đẹp xuất sắc luôn. Và các bác nhìn cái lòng phía trong giúp em này. Đấy, lòng đẹp nha các bác. Lòng cực kỳ đẹp luôn. Mẫu này đẹp cả trong, lòng trong và lòng ngoài đều rất là đẹp nha. Mâm từ đẹp ạ. Mâm từ đẹp này các bác này. Miệng nồi có bọc inox này. Miệng bọc inox vừa sang vừa đẹp nha. Xoang cao su. Xoang cao su của mẫu này xanh, đẹp và dày dặn nha. Rất là dày dặn, rất là đẹp luôn. Em qua cho các bác mã này để cho các bác với giá là mã N2 để cho các bác với giá là 1,9 triệu nha các bác nhé. 1,900,000 đồng N2. Em qua mã N3. N3 một chiếc Mitsubishi nha các bác nhé. Mẫu Mitsubishi. Dòng này là cao tần áp suất này. Cao tần áp suất 1 bi. Bác nào mà thích ăn cơm với nồi áp suất thì các bác lấy mẫu này. Giá mẫu này giá thành rất là vừa phải thôi. Cao tần áp suất 1 bi mẫu N3. Lòng của nồi thì có, nói chung là sẽ có chảy nhẹ như thế này nha các bác này. Các bác nhìn thấy không? Đấy, lòng của nó sẽ chảy nhẹ như thế này nha các bác nhá. Rất là đẹp. Nói chung là cái lòng này là lòng inox này. Lòng dày và chảy này thì chảy không đáng kể. Nồi cũ thì như thế này là chảy không đáng kể các bác ạ. Rất là đẹp, lòng như thế này là điểm cũng phải được điểm 9 rồi các bác ơi. Điểm 9 rồi các bác nhé. Đây ạ, lòng inox đẹp nha. Mâm từ này các bác này. Mâm từ đẹp nha các bác nha. Mẫu này là Mitsubishi. Mitsubishi để cho các bác với giá cao tần áp suất thì mẫu này em để cho các bác với giá 1,200,000 đồng N3 ngày 30 tháng 7 các bác nhé. N3 ngày 30 tháng 7 để cho các bác với giá là 1,200,000 đồng 1,200,000 đồng này các bác này. In. Rồi em qua mã N4 này các bác này.
N4 ngày 30 tháng 7 các bác nhé. N4 ngày 30 tháng 7, một chiếc nồi Panasonic đời 2019 luôn này. Mẫu này là màu nâu cà phê cháy các bác nhé. Nâu cà phê cháy này, Panasonic nhé. Bác nào mà thích nấu cơm với dòng Panasonic thì không nên bỏ qua cái mẫu này đâu. Cơm của Panasonic rất là lành tính luôn. Rất là lành tính này các bác này. Mẫu này doang đẹp, nồi lòng nồi đẹp, lòng nồi cực kỳ xuất sắc nha các bác. Các bác nhìn thấy lòng nồi đẹp không? Không hề có trầy xước luôn, lòng phía ngoài phía trong đều rất là đẹp ạ. Các bác nhìn thấy lòng không hề trầy xước nha các bác nhé. Em quay cận cảnh này các bác nhìn thấy này, không hề trầy xước luôn. Mâm từ đẹp nha các bác, mâm từ đẹp này các bác này. Doang cao su, doang cao su của mẫu này các bác nhìn thấy này, rất là xuất sắc, rất là đẹp đúng không ạ? Doang đẹp, doang xanh dày dặn ạ. Mẫu này để cho các bác với giá là, mẫu này để cho các bác với giá là 2,2 triệu ạ. Đời 2019 Panasonic là đẹp cả trong cả ngoài nha các bác nhé. 2,2 triệu. N5 ngày 30 tháng 7 này. Ngày 30 tháng 7 Zoji. Mẫu này là Zoji Zoshi này. Bác nào mà thích ăn cơm với nồi Zoji Zoshi thì không nên bỏ qua cái mẫu này đâu. Đây là nồi nồi cơm điện, nồi cơm con voi đấy. Vua nồi cơm điện Nhật luôn. Cái dòng này nấu cơm, bác nào mà thích cơm mềm thì lấy cái mẫu này nha các bác nhé. Thích cơm mềm ấy, mẫu này rất là đẹp. Mẫu này bán cho các bác 2 triệu đồng. Đấy, lòng phía trong này các bác này, 2 triệu đồng nha các bác nhé. 2 triệu đồng mẫu Zoji Zoshi này, đời 2014 này các bác này. Lòng đẹp xuất sắc, để các bác nhìn thấy lòng đẹp như thế này luôn đấy ạ. Các bác nhìn thấy không? Mâm từ đẹp nha các bác nha. Mâm từ đẹp này các bác này. Doang cao su, doang cao su của mẫu này vừa xanh, đẹp và mới nha các bác nha. Đấy, mẫu này để cho các bác 2 triệu ạ. 2 triệu đồng mã N5 ngày 30 tháng 7 nhá. Em qua mã, em qua mã N6 này các bác này. N6 ngày 30 tháng 7 là nồi Hitachi nhé. Nồi này là nồi áp suất, nồi này là cao tần áp suất của Hitachi. Đấy, các bác nhìn cái nắp nồi đẹp không ạ? Nồi áp suất 1 bi nha các bác nha. Doang cao su này, dày dặn này, xanh này. Dày dặn và rất là xanh nha các bác nha. Đấy, mẫu này cao tần áp suất. Lòng nồi, lòng nồi của mẫu này thì có chày lông chó lông mèo ạ. Có chày lông chó lông mèo này các bác này. Các bác nhìn thấy không ạ? Lòng con này thì được khoảng điểm 8,5. Lòng có chày chấm 8,5 thôi các bác nhé. Đấy, lòng như thế này cũng là xuất sắc rồi. Lòng của một chiếc nồi bãi. Mâm từ đẹp nhé các bác. Mâm từ đẹp này. Đấy, mẫu này là Hitachi cao tần 1 lít. Cao tần áp suất 1 lít nhé. Mẫu này để cho các bác với giá là 1,3 triệu. Cao tần áp suất 1 lít này. Áp suất này là áp suất không xì nha các bác nhé. Để cho các bác với giá là 1,3 triệu. Bác nào chốt thì nhớ mã giúp em N6 ngày 30 tháng 7 nhé. N6 ngày 30 tháng 7 ạ. Các bác xem em quay video rất là rõ rồi. Các bác chốt thì chốt cho em mã N6 nhé. N7 ạ. N7 ngày 30 tháng 7 nhé. N7 ngày 30 tháng 7 là một chiếc nồi Panasonic này. Bác nào mà thích nồi nhỏ gọn, xinh xinh thì các bác lấy mã này. Đấy, rất là nhỏ gọn, rất là xinh xắn này các bác này. Panasonic. Đẹp xuất sắc luôn. N7 nha các bác nhá. Lòng phía trong này. Lòng phía trong rất là dày dặn luôn. Các bác nhìn thấy lòng có đẹp không? Lòng cực kỳ đẹp, dày dặn nhá. Phía trên này, phía trên thì do người ta dùng vỉ hấp cho nên là nó có bị chảy thôi. Nó có bị chảy do người ta dùng vỉ hấp chứ còn không ảnh hưởng đến chất lượng các bác nhé. Không hề ảnh hưởng đến chất lượng đâu. Thực ra là do dùng vỉ hấp thì nó cọ đi cọ lại thì nó chảy, nhưng mà lòng của con này cực kỳ dày nhá. Lòng dày mà phía trong còn không hề có chảy luôn này các bác ạ. Nói chung là sẽ có lông chó lông mèo nhẹ nhàng thôi. Lòng phía trong này này. Lòng của con này dày dặn lắm, lòng phải đến 8-9 lạng đấy các bác ạ. Miệng nồi này các bác này. Miệng nồi bọc inox nha các bác nhé. Đấy, bọc inox này vừa sáng vừa sạch vừa sang. Mở cái nồi cơm ra dựng trông rất là sang các bác ạ. Doang cao su này các bác này. Doang cao su đẹp nha các bác nha. Các bác nhìn thấy có đẹp không? Đẹp xuất sắc đúng không ạ?
này à, mẫu này bán cho các bác với giá là mẫu này đời 2014 này, lòng đẹp, hình thức đẹp, mẫu này để cho các bác với giá là 1.200.000 nhé, 1.200.000 đồng ạ. Bác nào chốt thì chốt cho em N7 ngày 30 tháng 7 nhé. Em vừa lên cho các bác là 7 mã nồi, và đều là những cái mã nồi rất là xuất sắc, giá vừa phải của bên kho nhà em. Các bác ưng mã nào thì chốt vào số điện thoại 0327238868 giúp em nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.